Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì sẽ gặp lại các bác trong một video và nhá hình đến các bác một chút. Các bác có biết đây là loa gì không ạ? Loa này thì em nghĩ là các bác nhìn qua các bác biết ngay rồi đúng không ạ? Một dòng loa rất nổi tiếng, đó chính là Nexo Made in France. Nhưng mà hôm nay thì không phải là dòng loa này. Hôm sau thì em sẽ lên đến các bác chọn bộ combo của Nexo. Nhưng hôm nay thì không phải là Nexo các bác nhá. Nhá hình các bác trước tí. Hôm nay thì em đang gửi một combo cho anh Thắng đây. Anh Thắng có địa chỉ là tại Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là các visit của anh luôn. Đấy. Anh bảo là khi nào mà gửi cho anh thì phải test qua video để anh nghe và hướng dẫn anh cách kết nối. Thì hiện tại Bách đang set up để gửi cho anh một combo đây. Combo này sẽ gồm là một chiếc quản lý nguồn B9 Pro của DB này, bộ mic DB452 La Mã, vang S500P đẩy D2610 và ghép với loa. Hiện tại đây đang ghép với loa HK Pro 12. Ở đây thì kết nối rất đơn giản thôi. Em sẽ quay qua một chút để anh Thắng về nhà có thể là kết nối được. Đầu tiên thì với con quản lý nguồn này, em bỏ cái laptop vào đã. Đây, quản lý nguồn này thì nó sẽ có 8 cổng ở đằng sau. Thì anh lưu ý cho em là cái đẩy ấy, anh cắm vào cổng 8 để bật tắt đúng thứ tự. Còn lại thì anh cắm đâu cũng được các bác nhá. Đây, còn tín hiệu thì rất đơn giản thôi. Đường nhạc vào thì anh có thể là cắm bằng đường AUX. Đây này, đường AUX, đường AV ấy, và đường cổng quang. Thì anh cắm đường nào, anh chọn nhà input đường đấy. Còn đâu tín hiệu thì mình đưa từ hai cổng là LED Vrij. Đây, hai cổng này này. Đấy, từ vang và xuống đây. Đây, còn dây thì em sẽ làm luôn cho anh về nhà. Anh không phải làm dây hết. Đây, tín hiệu vào đẩy đây. Còn đây là hai đường ra loa. Như vậy là xong rồi. Còn mic thì anh chỉ việc cắm là từ mic đường 6 ly vào vang. Vang ở đây thì sẽ có hai cổng mic ở đằng sau. Anh cắm cổng nào cũng được anh nhá. Đấy, cắm và kết nối rất đơn giản thôi. Còn tất cả ở đây thì em đã set up sẵn rồi, 4 chế độ về nhà mình chỉ việc là bật lên và dùng thôi. Combo này thì cũng khá đẹp và đồng bộ sản phẩm của DB Autic. Hiện tại thì Bách đã set xong rồi, bây giờ thì sẽ hát và test đến anh Thắng và anh em nghe thử luôn cái chất eco reverb của con vang. Một dòng vang mà em rất thích đó là DB Autic S500P. Giá tiền thì rất hợp lý, 3.8 triệu thôi, nhưng mà chất âm thì không hề thua kém những cái con vang đàn anh. Đây, chỉnh tay rồi là rất nhiều cái, rất là ok. Bây giờ thì em sẽ hát và test để các bác nghe cái chất âm của bộ này nhá. Hôm sau thì các bác chờ đón, em sẽ lên sóng đấy các bác combo Nexo. Những cái này để hôm sau. Nay vừa về được một lô loa thì về được 5 đôi. Đấy, nhiều bác đang cứ hỏi là có về được Nexo không. Bây giờ về được rồi các bác nhá. Các bác đợi em ngày mai sẽ có clip review chi tiết về em nó. Bây giờ thì sẽ hát và test đến các bác nghe cái chất âm của bộ dàn này. Mr. Cường hôm nay sẽ thể hiện này. Hôm nay thì Mr. Trung lại vừa đi vào Thanh Hóa rồi. Đây, còn có ba anh em ở cửa hàng thôi. Anh Cường hát nhá. Đây, hôm nay thì Mr. Cường bốn mắt. À nhầm, Cường Trương Việt Cường. Đây, đứng đây ra kia hát đây. Mạnh Cường. Đấy. Các bác hãy nghe cái tiếng mic của nó rất là hay. Combo DB kết hợp với HK. Tôi thương vợ tôi, nghĩa tình mình trước sau buông cho. Tôi thương vợ tôi, tình ngày tháng hiền hòa. Tôi thương vợ tôi, không lương là sao hoa gấp nhung. Tôi thương vợ tôi, biết yêu chồng thương con lên đầu. Chiều nắng mưa dài sâu, không ham sâu xa, không đùa đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo trong mấy miếng tre. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Yeah.
Nhiều khi mà em đi chỉnh vang cho nhiều bác, bác ấy bảo là tao không biết là lắp vang gì, nhưng mà làm sao mày setup phải như là tao đọc mà cũng như là hát đấy. Thì bên em setup thì có những chế độ dành cho những bác mà giọng yếu và có những chế độ dành cho bác giọng hay các bác nhá. Ok, bây giờ thì em sẽ đóng hàng và gửi luôn cho anh Thắng. Rất cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ 6 âm thanh đấy. Tất cả sản phẩm ở đây thì đều là hàng mới nhập khẩu và bảo hành dài hạn. Sản phẩm đây em bảo hành đến các bác là 2 năm. À, bên hãng ấy, và các bên khác bình thường là chỉ bảo hành 1 năm, nhưng riêng bên 6 âm thanh hỗ trợ bảo hành các bác đến 2 năm. Bởi vì là những sản phẩm này bên em nắm rất chặt và đã làm qua rất là nhiều rồi, nên là rất yên tâm sản phẩm, nên là bảo hành các bác 2 năm để các bác dùng cho yên tâm. Ok, bây giờ thì em sẽ đóng hàng và gửi cho các bác. Và các bác đừng quên nhé, là hôm sau ở đây thì em sẽ lên sóng với các bác combo Nexo đấy, Nexo PS10, Sub, Cortuner và rất nhiều sản phẩm khác nữa. Ok, chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.